đây quang đậu cho các bạn thấy trên cái bông giấy của nhà mình này, nó bông giấy nhà mình à, thấy gì đây, các bạn thấy gì chưa? Một chú chim non đó các bạn. Cái chim này là chim gọi là chim hoành hoạch, mà mấy hôm mình thấy là bố mẹ nó, mỗi lần mà mình tưới cái hoa giấy này là bố mẹ nó hoảng hốt la quá trời, mà mình không biết là cái gì đó. Hôm nay mình kiểm tra lại, mình thấy là có một chú chim mà sao, tại sao thường thường là hai con mà tại sao có một con không hiểu được đó. Bố mẹ nó đi tìm thức ăn rồi các bạn. Bông giấy của mình nó vẫn ra hoa đều. Bông giấy này là ngũ sắc các bạn. Mấy cái màu kia là nó ra là nó tàn. Rồi, xin chào các bạn nha, giới thiệu cho các bạn thấy là cái tổ chim nó như thế.